Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu áo này nhá. Chúng ta có một mẫu áo cổ tim, phần tay này phủ bên ngoài, thân sẽ là bổ mảnh, thân chính bên trong sát nách nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị mình thân trước và thân sau của áo cơ bản. Tùy theo cái dập gốc ban đầu các bạn có thì chúng ta sẽ sử dụng nhé. Các bạn nào nhu cầu mua cái dập gốc Levi giống như mình đang có ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhá. Hoặc các bạn có nhu cầu mua sách dạy cắt may, đây cuốn sách do mình tự tay soạn, trong này có công thức của chân váy này, sơ mi, đầm, quần, vest, măng tô, mức giá là 300.000. Ngoài ra khi các bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn nhá, đảm bảo dễ học dễ hiểu. Chưa? Bạn nào nhu cầu thì có thể đăng ký với mình qua Zalo ở trên này nhá. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân trước và thân sau. Đối với thân sau này mình đã xử lý tiêu phần Levi thân sau. Và chúng ta sẽ để thêm sống lưng vào đây nhé. Các bạn sẽ tra khóa đằng sau. Đó. Đầu tiên này, chúng ta sẽ xác định đường bổ mạch. Mình sẽ lấy điểm giữa nách. Các bạn sẽ vẽ vào đây cho mình một đường, được chưa? Chúng ta nối vào đầu ly thân nhé. Thân bên trong sát nách thì các bạn sẽ để cái đầu vai giảm vào cho mình là 1/2. Chúng ta sẽ vẽ lại vòng nách. Đây mình sẽ cắt thằng này ra nhé. Đến này, mình sẽ bấm. Bạn sẽ lọc phần ly thân này đi. Cắt rời bộ mảnh ra nhé. Ở đây thì các bạn sẽ đóng cho mình cái ly vai này vào. Ta sẽ kẻ lại đường vai con. Sẽ cắt này ra. Chờ. Tiếp theo này, các bạn sẽ xác định phần sâu cổ. Chúng ta sẽ lấy từ sâu cổ của bạn này, lấy bằng với điểm hạ đỉnh ngực nhé. Chờ. Sau đó ở đây thì các bạn sẽ lấy dịch ra cho mình tầm khoảng 1/2. Đó, 1/2 nhá. Ngang cổ thì các bạn sẽ lấy ra cho mình tầm khoảng 9 phân. 9 phân. Chúng ta sẽ nối cái điểm này vào đây. Rồi các bạn sẽ lượn hơi tròn đi cho mình một chút. Đó. Tiếp này, đoạn này thì chúng ta sẽ đóng một cái ly 5 ly ở đây. Còn đóng vào để cho nó ôm được phần cổ hơn, đánh nhịp được cổ. Sau khi các bạn đóng cái ly này vào rồi thì chúng ta mới vẽ lại cái vòng cổ nha. Ở đây thì các bạn sẽ đánh tròn đi cho mình. Ta sẽ cắt thằng này ra. Được chưa? Thân sau này, các bạn sẽ giảm cho mình đầu vai vào là 1/2. Chúng ta vẽ lại cái vòng nách. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái bộ mảnh nách của thân sau ra. Ok,
Tiếp theo thì các bạn sẽ đặt cho mình hai đường vai con thân trước thân sau bằng với nhau. Chúng ta lấy được ngang cổ của thân sau. Và sâu cổ thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình tầm khoảng 3 phân rưỡi. Còn vẽ cho mình cái vòng cổ này ra đây nha. Giảm xuống lưng vào một chút này. Bạn cắt hai đi. Sau đó thì các bạn sẽ lọc bỏ ly thân. Chúng ta cắt rời bộ mảnh ra nhé. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái phần lớp tay phủ phía bên ngoài này. Ta sẽ đặt lên một tờ giấy khác cho mình. Ta để phần thân trước vào đây. Chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Các bạn đặt thêm cho mình cái đường bộ mảnh. Đó, đặt vào đây nha. Sau dấu lại cho mình vòng nách này. Đường vai. Vòng cổ. Cho đường giữa thân trước và đường sườn. Ok, sau đó thì các bạn sẽ bỏ nó ra. Ở đây thì các bạn sẽ kéo dài cho mình đường vai con này. Chúng ta sẽ lấy từ đây ra đây cho mình là 14-15 phân. Rồi các bạn sẽ kẻ chéo đi cho mình. Kẻ chéo ra ngoài nhá. Nó sẽ gần như song song với cả cái đường đường sườn này. Ok. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cho mình từ điểm này ra lấy xuống dài tay tầm khoảng 15-16 phân. Tiếp này, chúng ta sẽ trả lại phần đầu vai chuẩn. Đấy nhỉ? Từ đầu vai các bạn giảm, các bạn lấy ra đây cho mình 1 phân rưỡi. Là đầu vai chuẩn ban đầu nhá. Tiếp theo các bạn sẽ lấy ra đây cho mình 6 phân. 6 phân. Cho chúng ta sẽ lấy xuống đây là 8 phân. Đó. Cắt thằng này ra. Chúng ta sẽ có được các cái điểm này. Bây giờ thì các bạn sẽ nối lại với nhau. Đây nha, chúng ta sẽ nối nha. Đây các bạn sẽ nối hai điểm lại với nhau cho mình trước này. Được chưa? Sau đó này, đoạn này thì các bạn sẽ lấy từ đây xuống cho mình tầm 1 phân rưỡi này. Đó, từ đây xuống đây 1 phân rưỡi này. Chúng ta sẽ nối từ đầu vai đây nhá. Nối như này. Qua đây. Được chưa? Cho các bạn có thể đánh hơi nó bầu ra ngoài cho mình một chút thôi. Đó, sau đó lại vút vào điểm này. Kéo dài đến đây. Nhá. Tiếp theo này, từ đường giữa của thân trước bạn lấy ra đây cho mình. Đó. Chúng ta lấy ra đây tầm khoảng 1 phân rưỡi hoặc là 2 phân. Chưa, mình cho vào đây. Tiếp này, chúng ta sẽ vẽ cái đường phía ngoài nha. Ở đường phía dưới của cái tay. Cho nên chúng ta sẽ đánh hơi vòng lên một chút này.
Ở đoạn này các bạn sẽ đánh nó xuống này. Đến cái điểm dài tay ở đây thì các bạn sẽ để cho nó vuông góc cho mình. Được chưa? Để tí nữa các bạn chắp với cả phần thân sau nó sẽ được trơn. Đây các bạn sẽ cắt này ra thôi. Tiếp theo là phần thân sau, bạn sẽ lấy cho mình cái đường thân sau vào đây. Đây thì các bạn cần lấy mũi bổ mạch này thôi. Chúng ta sang dấu lại đường vai này, vòng cổ này, sống lưng. Ok, sau đó thì các bạn sẽ đặt cái phần thân trước này vào đây cho mình. Chúng ta sang dấu lại. Đó. Đây, các bạn sẽ lượn theo thôi. Được chưa? Đây đây. Cái đoạn này khi các bạn ráp vào với nhau, cái đường này nó sẽ trơn. Đó, nó không bị gãy khúc là ok. Và rồi chúng ta sẽ cắt này ra. Đó. Được chưa? Sau đó thì các bạn chỉ cần ráp các đường bổ mạch lại nhau và chúng ta may trong chồng cái này lên. Đây. Các bạn sẽ kẹp cái này vào đây nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ kẹp tay này vào này. Đấy, kẹp cái này vào đây. Các bạn sẽ may lộn nhé, cái này chúng ta sẽ may lộn này. Sau đó thì các bạn sẽ ghim nó với cả cái phần thân này, ghim đường vai, ghim đường cổ. Được chưa? Sau khi các bạn ghim xong thì chúng ta may một cái đáp lật vào bên trong nhé. Được chưa? May một cái đáp lật vào bên trong. Thân sau này cũng thế thôi. Chúng ta sẽ tra khóa vào đây và may một cái đáp lật cái này vào bên trong. Được chưa? Rồi chúng ta may hai cái này lại với nhau. Đó. Ở đây nhá, cái mẫu này này thì phần này nó sẽ giao khuy, nó sẽ chồng lên nhau, sau đó thì các bạn sẽ đơm cái cúc vào đây. Nhưng mà đấy là mình thấy nó làm hơi khó, sau đó chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta không làm cái phần ra chồng lên nhau mà các bạn sẽ để chỗ này là mép có đôi luôn cho mình nhá, mép có đôi luôn và các bạn sẽ đơm cái cúc vào đây. Được chưa? Vậy nó vừa dễ làm cho mình, được chưa? Và vừa dễ may hơn. Ok. Đó. Như vậy là mình đang dẫn xong các bạn cách cắt mẫu áo theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.